Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Vĩnh Phúc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 8 tháng năm 2022. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Giải pháp duy trì thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Vĩnh Phúc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 8 tháng năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được công khai, minh bạch theo đúng quy định của luật phòng chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng được tăng cường. Các vụ án, vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn được xử lý nghiêm minh. Tình hình tham nhũng từng bước được kiểm soát, kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, tạo hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 512 đơn, trong đó Thường trực Tỉnh ủy giao xử lý là 362 đơn, đã chuyển 105 đơn, lưu 257 đơn. Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận 150 đơn, đã chuyển 37 đơn, lưu 113 đơn. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn, từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 94 trên 108 vụ việc, đang tiến hành phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết 14 vụ việc. Thông tin đến đoàn một số vụ việc, vấn đề dư luận quan tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh khẳng định, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, để Vĩnh Phúc thực hiện tốt hơn nữa công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đề nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban của Ban Nội chính Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cần nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cần tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nội chính, tư pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Sáng nay tại tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị duyệt các nội dung chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu Tuổi trẻ Vĩnh Phúc khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, phát triển.
dự kiến tổ chức trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc với 214 đại biểu chính thức. Nội dung báo cáo chính trị của đại hội gồm 2 phần. Phần thứ nhất, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Phần thứ hai, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đến nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt, tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự mới, dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn khóa 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất nhân sự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cũng yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh đoàn Vĩnh Phúc khóa 16 tăng cường nắm bắt tình hình cán bộ đoàn viên, dư luận liên quan đến đại hội, nêu cao tinh thần đoàn kết vì sự nghiệp chung, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc. Thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội, điều chỉnh các chỉ tiêu, chọn lọc những kết quả nổi bật nhất để thể hiện trong báo cáo chính trị, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí sôi nổi, vui tươi là ngày hội của đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện kế hoạch số 273 ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và việc thực hiện kế hoạch số 299 ngày 13 tháng 6 năm 2022, điện số 76 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên và các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại một số cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, công điện của Bộ Công an về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Vì vậy, lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc phải nhất quán trong nhận thức, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phải luôn lấy sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Từ đó, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế. Trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai hiệu quả các chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế, tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về khám chữa bệnh, tỷ lệ kỹ thuật vượt tuyến đạt 53%, tỷ lệ kỹ thuật theo phân tuyến đạt 82%. Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được nâng cao, dịch vụ khám bệnh được cải thiện nhanh chóng, thuận tiện cho người dân. Bệnh viện thực hiện thu đúng giá quy định, không thu thêm các khoản đã kết cấu trong chi phí giá dịch vụ. Các nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đều được bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai kịp thời, hiệu quả. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và có chính sách thu hút, giữ chân y bác sĩ, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, đồng thời chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ trang thiết bị hiện có,
đề xuất cơ chế đầu tư, bổ sung trang thiết bị, phục vụ công tác khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, từ vị trí thứ 29, Vĩnh Phúc đã có bước tiến vượt bậc lên vị trí thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh VCI năm 2021. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm và hiệu quả trong thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là bài toán đặt ra cho tỉnh trong việc duy trì cũng như nâng hạng chỉ số PCI trong thời gian tới. Theo bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2021, nhiều chỉ số thành phần của Vĩnh Phúc đạt điểm cao và có mức tăng vượt bậc so với năm 2020 như chỉ số chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, áp lực cạnh tranh đến từ các tỉnh thành, địa phương là rất lớn, đòi hỏi tỉnh cần luôn tạo ra áp lực cải thiện môi trường đầu tư cho chính mình để không bị tụt lại phía sau. Một trong những kinh nghiệm của những cái địa phương, những cái tỉnh thành trong cả nước mà duy trì được thứ hạng PCI cao ấy, là họ phải duy trì áp lực cao hơn mức bình thường. Đặc biệt là những cái tỉnh thành mà đã xếp cao rồi thì sẽ bị bất lợi trong cái việc là chia sẻ kinh nghiệm. Thường là người khác sẽ đến học mình nhiều hơn là mình học từ người khác, học từ các đơn vị khác. Do vậy thì một cái việc đầu tiên là buộc phải có cái áp lực mạnh hơn. Cái thứ hai là chính lãnh đạo tỉnh đã vừa yêu cầu đấy, là chúng ta cần phải sử dụng công khai và minh bạch, công bố tất cả các kết quả nghiên cứu hay là các đánh giá ra bên ngoài để sử dụng cái áp lực từ phía công chúng, từ phía các bên thứ ba như là Hội đồng Nhân dân hay bất kỳ một bên nào khác muốn sử dụng kết quả này để cái con hành chính buộc phải nâng cao kết quả của mình tốt hơn. Và một cái điểm nữa là cái tương tác với doanh nghiệp phải thực chất hơn. Mới đây, Vĩnh Phúc đã tổ chức công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương DDCI năm 2021. Đây là năm thứ ba Vĩnh Phúc thực hiện đánh giá chỉ số này dựa trên kết quả khảo sát của gần 5.200 doanh nghiệp với 8 chỉ số thành phần. Kết quả khảo sát cho thấy cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban ngành, địa phương trong cải cách hành chính, góp phần cắt giảm các chi phí không chính thức, nhất là tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là tiền đề để Vĩnh Phúc có sự bứt phá ngoạn mục về chỉ số PCI trong năm qua. Với những kết quả đã đạt được cùng nhiều cơ chế chính sách, giải pháp đột phá cho công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Vĩnh Phúc quyết tâm duy trì và nâng cao thứ hạng chỉ số PCI trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị xã hội. Toàn tỉnh hiện có 1.214 công đoàn cơ sở với hơn 156.500 đoàn viên công đoàn. Trong thời gian qua, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Nhiều tổ chức công đoàn cơ sở đã giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và nâng cao thu nhập cho người lao động được nhiều doanh nghiệp quan tâm chú trọng. Thực hiện tốt cái chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đây là một cái nội dung then chốt để thu hút người lao động tham gia, ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức công đoàn. Trong 2 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, song công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn Hoàn Mỹ, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên vẫn đề xuất với lãnh đạo công ty có chế độ chính sách đảm bảo đời sống cho công nhân lao động như việc làm ổn định, hỗ trợ bữa ăn ca đầy đủ dinh dưỡng, các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương thưởng hợp lý. Qua đó, động viên công nhân lao động yên tâm làm việc, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những cái tâm tư, những cái nguyện vọng và chúng tôi sàng lọc những cái tâm tư nguyện vọng nào chính đáng nhất, thiết thực nhất. Từ đấy là chúng tôi sẽ báo cáo cũng như là sẽ xin ý kiến lãnh đạo để kịp thời giải quyết những cái tâm tư, những cái nguyện vọng đấy. Và gần như những cái tâm tư nguyện vọng của người lao động mà chúng tôi đưa ra thì đều được ban lãnh đạo chấp nhận và giải quyết kịp thời. Công ty trách nhiệm hữu hạn ECD Việt Nam, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện có gần 300 lao động. Ngay sau khi đi vào hoạt động, công ty đã thành lập và ra mắt công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Theo đó, việc làm, thu nhập của người lao động luôn được quan tâm,
bình quân đạt từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. 100% người lao động được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, được tham gia các lớp tập huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Để khẳng định chỗ đứng trong doanh nghiệp, tổ chức công đoàn của chúng tôi thường xuyên đưa ra các vấn đề như chăm sóc sức khỏe, đảm bảo môi trường, lao động, xây dựng nội quy, quy chế doanh nghiệp, chế độ tiền lương, tiền công trong các cuộc họp đối với công ty. Ngoài ra, chúng tôi tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật, nhất là luật lao động, quyền và trách nhiệm của người lao động đối với công ty. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, các công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Vĩnh Phúc luôn nhất quán quan điểm, các nhà đầu tư tại Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất của tỉnh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng may mặc Việt Nam thuộc tập đoàn TIL Hồng Kông, đóng tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, đã không ngừng phát triển, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng. Sau khi các trường học trên địa bàn huyện Bình Xuyên khai giảng và bước vào năm học mới, trường tiểu học Hương Sơn là địa chỉ để công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng may mặc Việt Nam lựa chọn tổ chức lễ trao mũ bảo hiểm cho học sinh. Đây là hoạt động thường niên của doanh nghiệp kể từ năm 2018 và nằm trong chuỗi sự kiện tự hào là thành viên TAL của công ty. 400 học sinh nhà trường được trao tặng mũ bảo hiểm trong dịp này với mong muốn của doanh nghiệp đó là vận động phụ huynh và học sinh có thói quen chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng tôi có tổ chức chương trình trao mũ bảo hiểm cho trẻ em của các trường tiểu học, thì đó là một trong những cái hoạt động mà trong chuỗi chương trình của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các chương trình như là trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Còn nhiều các hoạt động khác, chúng tôi cũng đồng hành cùng với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc để mang lại một sự an toàn cũng như là phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương. Với 70 năm hoạt động và gần 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, tập đoàn TAL luôn đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm vì cộng đồng, trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tuyển dụng và tạo việc làm cho người lao động khuyết tật là những hoạt động tiêu biểu vì cộng đồng của doanh nghiệp thời gian qua, vì sự phát triển bền vững của tập đoàn cũng như các địa phương nơi tập đoàn đặt nhà máy, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4 hướng tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Mới đây, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2022 tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tại chương trình, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai điểm trường gồm Bản Mới, thị trấn Bắc Yên và điểm trường Bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, trời mưa, đi lại khó khăn, song những món quà ý nghĩa kịp thời được mang đến với các em học sinh vùng cao. Thế thì trong chuyến tình nguyện này thì chúng tôi có trao tặng một số suất quà là các học bổng và những bộ bàn ghế mới cho các em học sinh của điểm trường xã Bản Mới. Chúng tôi cũng mong muốn được rằng là đây là những món quà thiết thực đầu năm mới, đầu năm học mới để cho các em có một cái năm học, động viên các em trong quá trình học tập và cũng mong muốn được rằng là các em có cái động lực để mà phấn đấu vươn lên và đạt những cái thành tích cao hơn nữa. Học sinh điểm trường Bản Mới và điểm trường Bản Pu Nhi của huyện Bắc Yên có 100% là con em dân tộc Mông, gia đình các em còn nhiều khó khăn. Để giúp các em học sinh thêm động lực tới trường học tập, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng 15 bộ bàn ghế học tập và 33 chiếc ba lô, trao 15 suất học bổng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Ngoài ra, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh còn trao hỗ trợ 12 cột điện công trình thắp sáng đường quê cho Bản Ảng, xã Bắc Ngà, trao tặng 22 suất quà và 10 bộ bàn ghế cho điểm trường Bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban với tổng giá trị gần 90 triệu đồng. Hôm nay con được các cô chú tặng quà, con cảm thấy rất vui. Nên con sẽ học tập tốt, học giỏi, chăm ngoan. Thì đối với nhà trường thì nguồn ngân sách cũng còn hạn chế, hạn hẹp, cho nên là dẫn đến là như là bàn ghế hiện nay với lại cơ sở vật chất thì cũng còn thiếu thốn. Đấy, nhất đặc biệt là cái thiết bị dạy học. Hôm nay được
sự hỗ trợ của đoàn thiện nguyện này thì như là trao tặng 15 bộ bàn ghế cho các em, thì giúp các em có cái bàn ghế để đạt chuẩn để các em hỗ trợ các em trong quá trình học tập. Những món quà trong hành trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đoàn khối doanh nghiệp tỉnh trao tặng đã mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ những khó khăn và động viên các em học sinh tại các điểm trường vùng cao khó khăn của tỉnh Sơn La thêm động lực, yên tâm học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, người có ích cho xã hội. Doanh nghiệp chúng tôi luôn hướng tới những cái phục vụ về cộng đồng, phục vụ về cuộc sống, và trong những cái chuyến đi thiện nguyện như thế này thì chúng tôi thấy rằng là đây là những chương trình rất là tốt. Và chúng tôi cũng muốn lan tỏa tới tất cả mọi người, đồng bào xa xôi và trong những vùng sâu vùng xa, tới các em học sinh có những cái hành trang tốt nhất. Hành trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng sẽ được đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì trong thời gian tới, huy động nguồn tài trợ từ các đoàn viên, các doanh nghiệp để hỗ trợ giúp đỡ cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện được đến trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.